Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta màn hình ở đây. Cái hiệu ứng này thì chúng ta sẽ sử dụng bộ Big Film Sci-Fi Pack, một cái bộ bao gồm rất là nhiều các cái tài nguyên về các cái yếu tố khoa học viễn tưởng như là robot, tàu vũ trụ và các cái môi trường ngoài hành tinh. Thì mình sẽ gửi cho các bạn cái link download cái bộ Sci-Fi Pack của Big Film ở trong cái phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Thì rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua, mong là các bạn sẽ tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới chúng ta ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn cái bộ Big Film này. Thì các bạn có thể lên trang web của Big Film để chúng ta xem qua các cái tài nguyên có trong cái bộ Big Film này và xem coi là chúng ta có thể dùng cái bộ này ở những cái trường hợp nào. Thì đây là một cái bộ rất là lớn và cũng rất là nhiều các cái tài nguyên trong đây. Thì ở đây thì cái link download của mình trong đây thì các bạn sẽ thấy cái bộ này nó được chia thành nhiều cái folder, và mỗi cái folder này thì nó sẽ là một cái yếu tố, ví dụ như là robot nè. Đấy, thì các bạn có thể download các cái video render sẵn các cái tài nguyên như là robot như thế này, và ở đây thì các cái video này nó đều có kênh alpha, các bạn chỉ việc đem vào ghép vào trong cái cảnh quay của chúng ta thôi. Đấy, hoặc là spaceship này, tàu vũ trụ này. Được chưa? Rồi, ngoài ra nữa thì nó cũng có một số cái yếu tố cộng thêm, bonus chẳng hạn như là những cái hút. Những cái hút thì là những cái giao diện kiểu khoa học viễn tưởng tương lai mà chúng ta có thể đem ghép vào các cái video của chúng ta để nhìn cho nó hiện đại hơn. Nó cũng có cho chúng ta một số cái stock về các cái tia laser. Các cái tia laser bắn ra từ súng laser hoặc là từ robot. Đấy. Và nó cũng có một số cái như là cái tia lửa bắn ra khi mà chúng ta bắn súng. Thì những cái này các bạn có thể dùng để ghép vào các cái video về bắn súng hoặc là chiến đấu. Thì rồi, nói chung thì cái bộ này cũng rất là hay. Mình sẽ đưa cái link download vào trong cái phần mô tả của video ha. Thì các bạn đọc cái phần mô tả để biết cách download nha. Ở đây thì cũng có một số cái hình ảnh về môi trường, các cái không gian tương lai cũng như là ngoài hành tinh để cho chúng ta có thể sử dụng trong các cái video của mình. Rồi, ở đây thì mình sẽ vào trong After Effects, thì mình đưa vào một cái video. Để chúng ta thực hiện thử. Thì đây thì mình sẽ import vào cái video của mình. Thì đây là một cái cảnh quay mà mình có ở đây. Thì ở đây thì đây là một cái chuyển camera có chuyển động, cho nên là việc đầu tiên thì mình sẽ track cái cảnh quay này. Thì mình sẽ vào cửa sổ tracker, select cái video của mình, bấm vào nút track camera, và chúng ta sẽ đợi cho After Effects nó track xong cảnh quay của mình ha. Rồi thì ở đây sau khi chúng ta track xong thì các bạn thấy là mình sẽ có các cái điểm track, nó nằm ở trên màn hình như thế này, xanh xanh đỏ đỏ như thế này. Thì bây giờ là mình chỉ việc select một cái điểm track, ví dụ như chỗ này mình bấm chuột phải, create null in camera. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái null này thì nó sẽ chuyển động theo camera của chúng ta ha. Và chúng ta sẽ có một cái camera 3D, cái camera 3D này thì nó sẽ di chuyển theo cái chuyển động của cái lúc mà chúng ta quay cái cảnh quay này. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đưa vào các cái stock footage ở trong bộ Big Film.
Ở đây mình sẽ đưa vào cái thứ nhất là con robot. Ở đây thì mình sẽ chọn cái video này. Và ở đây thì mình nói như mình nói là cái video này nó có sẵn kênh alpha, chúng ta chỉ việc đưa vào trong cái con. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nằm trên cái video của chúng ta rất là đẹp. Ở đây thì nó sẽ không chuyển động theo cái camera của chúng ta là tại vì nó chưa có trở thành laser 3D, cho nên đây thì mình sẽ bấm F4 bật cái laser 3D cho cái video này. Mình kéo cái timing của cái video này lại. Mình cũng sẽ kéo cái kéo cái laser này đến cái vị trí mình cần. Tiếp theo nữa thì mình sẽ kéo dài cái video này ra, tức là cái đoạn đầu tiên này mình sẽ duplicate cái laser robot của mình bấm chuột phải free frame nó lại và mình sẽ kéo cái laser của mình ra đằng trước. Thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là trước khi cái robot này nó chuyển động thì nó sẽ đứng yên ha. Tiếp theo thì nó sẽ đứng dậy như thế này, và sau khi nó đứng dậy xong thì mình muốn nó dài hơn một tí, mình cũng sẽ làm cái cách tương tự như hồi nãy. Mình sẽ duplicate cái laser này lên, bấm chuột phải vào phần time free frame nó lại, và như vậy là chúng ta sẽ có cái đoạn sau là cái con robot của mình nó sẽ đứng yên. Rồi bây giờ thì mình sẽ gắn vào các cái yếu tố như là tia laser. Thì ở đây thì mình sẽ đưa vào một số cái stock khác cũng ở trong bộ big fin. Thì cái thứ nhất là cái tia laser, cái thứ hai là cái tia súng. Rồi thì mình sẽ đưa các yếu tố này vào tạo biến nó thành laser 3D luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ copy cái position của cái con robot của mình cầm trong xe dán vào cái tia súng này. Đó, và mình sẽ kéo cái pivot point của cái tia súng của mình về phía đầu của cái tia súng và mình sẽ scale nó lại ha. Và mình sẽ kéo nó đến cái đầu của cái súng, cái đầu của cái súng con robot. Và chúng ta có thể xoay nó lại, thậm chí là xoay theo cái không gian 3D luôn ha. Đó. Để sao cho nó cùng cái hướng với cái cây súng của con robot của mình. Và như vậy là chúng ta sẽ có tia súng của mình. Ở đây thì để cho tia súng nó nảy ra liên tục thì mình sẽ duplicate cái blaster này, mình kéo nó cái timing của những cái laser này về phía sau. Đó thì các bạn cứ duplicate thêm bao nhiêu lần tùy các bạn ha, để cho cái súng này nó bắn ra liên tục. Rồi. Tiếp theo nữa là cái laser đúng không? Thì mình cũng sẽ tương tự như vậy, mình sẽ kéo nó xuống biến nó thành laser 3D. Kéo nó lại đúng cái vị trí cái timing. Lần này thì mình sẽ kéo cái pivot point của cái tia laser này về phía đầu của cái laser. Và mình sẽ chuyển cái blend mode của cái tia laser này thành S để cho nó sáng hơn. Và như vậy là chúng ta sẽ có cái tia laser, mình copy cái position Ctrl C. Cái bộ dàn của cái blaster ha, mình sẽ dán vào cái laser, mình sẽ scale cái laser của mình lại, laser của mình lại, mình sẽ xoay nó lại, đó. Và như vậy là chúng ta sẽ có cái laser của mình. Khi nào mà cái laser này nó còn bắn ra thì các bạn nhớ là chúng ta lại tiếp tục duplicate cái tia lửa từ súng để cho nó đầy cái phần này luôn, để cho nó bắn ra đến khi nào mà cái tia laser của mình nó không bắn ra nữa thì chúng ta sẽ ngưng. Đó. Được chưa? Rồi như vậy chúng ta đã làm xong cái con robot của mình. Ở đây thì trong cái video của mình thì bạn thấy là mình có cái trong cái video của mình thì mình có cái người của mình bước vào trong cái con robot thì để làm cái việc này. Đấy, như bạn thấy đây.
Thì làm việc này thì mình sẽ quay, các bạn quay cái nhân vật của mình ha. Thì ở đây thì mình sẽ quay cái nhân vật của mình như thế này nè. Đó. Thì ở đây thì khi mà mình quay thì mình cũng cố tình là bước lên trên một cái bậc, hoặc là một cái ghế, hoặc là một cái cầu thang, một cái thang á, để cho chúng ta giả lập là nhân vật chúng ta đang bước vào và ngồi vào trong cái vào trong cái ô điều khiển của con robot ha. Rồi và sau đó thì mình sẽ đưa cái video của mình vào trong tạo một cái com. Rồi thì với cái video của mình thì mình sẽ dùng pen tool mình vẽ một cái mask, gồm một cái mask hình chữ nhật ha, gồm bốn góc, và cái mask này mình sẽ bao xung quanh cái nhân vật của mình như này. Cái mask này mình tạm thời sẽ chuyển nó thành chế độ non mà mình ghi cái mask mask ha, và mình sẽ đi theo cái nhân vật của mình. Thì đơn giản đây thì các bạn chỉ cần làm sao cho cái nhân vật của mình nằm gọn ở trong cái hình chữ nhật của chúng ta là được rồi. Cái đoạn đầu thì mình sẽ ngắt cái laser đi, mình không có cần cái đoạn đầu, mình chỉ cần cái đoạn từ khi nhân vật của mình bước vào, và sau đó bước lên cái bậc thang, thì mình sẽ thu gọn cái mask lại như thế này. Sau khi có cái mask này xong á, thì mình sẽ dùng một cái công cụ Roto bằng AI có tên là Mask Prompter. Thì cái này là một cái công cụ mình cũng đã dùng cũng khá nhiều lần ở trên kênh của mình rồi, thì các bạn có thể xem các cái tutorial trên kênh của mình để biết cách sử dụng cái Mask Prompter này. Thì cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta tách một cái vật thể nào đó ra và sử dụng cái mask ha. Thì ở đây thì mình sau khi mình có cái mask như thế này xong thì mình sẽ select cái laser video của mình, áp dụng cái Mask Prompter vào. Ở trong cái Mask Prompter chúng ta vào trong phần box, ở trong phần path này mình sẽ chọn cái mask 1 của mình. Đấy, các bạn thấy nó sẽ tách cái nhân vật của mình ra theo đúng cái khung mà mình đã vẽ. Ở đây thì trong phần output mình sẽ chọn là on transparent, thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ tách được cái nhân vật của mình ra ha. Và cuối cùng trong phần add enhancement mình sẽ chọn là smooth. Rồi sau khi mà mình roto bằng Mask Prompter xong thì mình sẽ render cái kết quả roto ra và mình sẽ import nó vào trong cái con của mình, và mình sẽ đưa nó vào trong cái con của chúng ta như thế này. Thì đây chính là kết quả roto của mình. Thì mình sẽ scale nhỏ cái laser này lại nè, mình sẽ kéo cái pivot point xuống cái phần chân của mình, và sau đó thì mình sẽ biến cái laser này thành laser 3D. Được chưa? Đó, và chúng ta sẽ kéo nó lại cái chỗ chúng ta cần. Scale nó lại. Được chưa? Sao cho nó ngồi khít ở trong cái. Đó, thì các bạn thấy là bây giờ thì cái người của mình nó đã gần như là khớp với cái con robot, và bây giờ thì làm sao để nó ngồi thật sự và ngồi vào trong cái buồng lái cũng như nó di chuyển theo cái con robot. Thì ở đây thì mình sẽ tạo một cái laser đặt tên là Mask. Cái laser này thì mình sẽ biến nó thành laser 3D. Rồi và mình sẽ tắt con mắt của laser này đi, và mình sẽ bắt đầu, mình cũng tắt con mắt của cái nhân vật của mình đi đã, và mình sẽ bắt đầu vẽ những cái mask. Ở đây thì mình sẽ vẽ cái mask những cái chỗ mà chúng ta cần cái che cái buồng lái ha. Thì mình sẽ vẽ một cái mask như thế này ở cái buồng lái của mình để chúng ta che cái nhân vật của mình đi. Rồi đó là cái mask thứ nhất. Cái mask thứ hai là cái nắp của cái con robot, thì mình cũng sẽ vẽ một cái, chúng ta chạy chúng ta xem thử, chúng ta xem cái kết quả. Thì đây là chúng ta sẽ vẽ một cái mask giống như thế này đó. Rồi và sau đó thì mình sẽ key mask path hai cái mask này, và mình sẽ
di chuyển cái mát này sao cho khi mà cái nắp nó gập xuống thì mình cũng sẽ đưa cái mát của mình nó đi theo. Được chưa? Đó. Thì các bạn chỉ cần chỉnh lại vài cái frame này cho nó hợp lý là được ha. Chúng ta không cần phải quá là kỹ ở trong cái phần này. Đấy. Thì bây giờ mình đã có sẵn làm xong cái phần mát này rồi, thì các bạn thấy là cái mát của mình nó sẽ gập xuống ha, giống như theo cái chuyển động của cái buồng lái. Và sau khi có cái laser mát này rồi thì mình sẽ dùng cái laser mát này để làm cái mình select cái laser dưới này, mình chọn là alpha alpha inverted mat, thì cái người của mình nó sẽ nằm gọn ở trong cái buồng lái. Và sau đó thì khi mà cái nắp gập xuống thì nó sẽ che cái người của mình. Bây giờ thì làm sao để cái người của mình di chuyển theo cái con robot, thì bây giờ mình chỉ việc key thôi. Thì mình sẽ select cái laser của người của mình, key cái bộ di dành và cái orientation, và sau đó thì mình sẽ di chuyển cái người của mình để nó đi theo cái con robot của mình. Chỉ cần vài frame trước khi cái con robot này nó đóng cái nắp này thôi, cho nên là chúng ta cũng không có cần phải quá chi tiết ở cái này. Đấy, đến đây thì cái người của mình hầu như đã bị che hoàn toàn bởi con robot rồi, cho nên mình sẽ ngắt cái người của mình ở đây. Sau đó thì người của mình nó sẽ đóng lại. Đấy, thì các bạn thấy bây giờ thì người của mình nó đã nằm ở trong cái con robot của mình. Được chưa? Rồi, và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái hiệu ứng này, sử dụng cái stock, các cái stock ở trong bộ Bitfilm của chúng ta. Thì một lần nữa thì mình nhắc lại là cái bộ Bitfilm mình sẽ chia sẻ cái link download ở trong cái phần mô tả của video. Các bạn vui lòng mà đọc cái phần mô tả để biết cách unlock cái link download ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ tạo thêm cái shadow cho cái người của mình. Sau khi, tại vì người của mình khi mà đi ở trên mặt đất nên không có shadow, cho nên ở đây thì mình select cái laser của mình vào phần effect, áp dụng cái hiệu ứng shadow ở trong cái bộ VFX của Red Giant, mình áp dụng vô. Và ở đây thì mình sẽ kéo cái hướng của cái shadow xuống phía dưới, mình sẽ click vào cái ô clip to bounding box. Đó. Và như vậy chúng ta sẽ có cái shadow nó hát xuống dưới như các bạn thấy ở đây. Và ở đây thì mình sẽ có thể tùy chỉnh được cái opacity, cái độ mờ của shadow cũng như là độ mượt của shadow. Đó, thì các bạn thấy là chỉnh xong thì chúng ta thấy nó cũng rất là giống với cái shadow thật ha. Và như vậy là chúng ta sẽ có cái shadow của mình. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái tutorial ngày hôm nay. Thì hy vọng là với cái tutorial này các bạn sẽ có thể áp dụng cái bộ Bitfilm sci-fi pack này vào trong các cái video của mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh mà có like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái file thực hành, software, plugin, stock footage mà mình sử dụng cho các bạn của mình thì đều có gắn link download trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách unlock link download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.